Rồi bắt đầu buổi giảng dạy trực tuyến tiếp theo. Và bài tiếp theo này sẽ là bài luyện tập cái phần anh can. Xin chào các em, xin tham dự buổi học trực tuyến luyện tập anh can. Thì ở đây luyện tập thì luyện tập cho nó nhanh thì bằng cách là vẽ sơ đồ tư duy. Thì chúng ta diễn giải sơ đồ này như thế này đây. Thì đầu tiên là ankan, chúng ta sẽ có là định nghĩa. Thì trong định nghĩa thì ankan thì đó chính là hydrocarbon no mạch hở, công thức tổng quát là CnH2n cộng 2 và n lớn hơn 1 bằng 1. Tiếp theo là đồng phân, thì ankan nó sẽ có đồng phân mạch carbon, mạch phân nhánh và mạch không phân nhánh. Danh pháp thì tên thường các em cần nhớ đó là isobutan và neopentan. Mấy cái tên này nó khó nhớ thì để bắt buộc các em phải học thuộc lòng. Tên thay thế là chúng ta cho mạch carbon dài và nhiều nhánh nhất, đánh số từ phía gần nhánh hơn. Rồi chúng ta gọi tên thì chỉ số vị trí, rồi tên nhánh, chỉ số vị trí nhánh, tên mạch chính cộng với vần vần an. Chất lý về trạng thái thì ankan từ C1 C4 là chất khí, từ C5 C7 là C17 là chất lỏng, từ lớn hơn C17 trở lên thì đó sẽ là chất rắn. Và nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy, khối lượng riêng tăng theo chiều tăng phân tử khối, nhẹ hơn nước, không tan trong nước, tan nhiều trong dung môi hữu cơ. Về tính chất hóa học thì có phản ứng là thế, đây là phản ứng đặc trưng ưu tiên thiếu vào carbon bậc cao. Ứng tiếp theo là phản ứng tách, còn gọi là phản ứng cracking. Phản ứng thứ ba là phản ứng oxy hóa. Thì đây độ oxy hóa là ankan chủ là phản ứng đốt cháy. Thì trong phản ứng oxy hóa này ta có số mol ankan nó sẽ bằng số mol của nước trừ đi số mol CO2. Điều chế nhất là trong công nghiệp, thì trong công nghiệp đã điều chế ankan bằng cách là trưng cất phân đoạn dầu mỏ từ khí thiên nhiên hoặc là khí dầu mỏ, mỏ dầu. Trong phòng thí nghiệm thì chúng ta bằng cách là đun natri acetate khang với vôi tơ sút thì chúng ta sẽ được khí metan. Để ứng dụng thì ankan được dùng là hợp chất ankan được dùng làm nhiên liệu và nguyên liệu như để đốt như là khí ga, còn nguyên liệu như là xăng, dầu nhớt. Nguyên liệu là có thể là để sản xuất chất này chất kia. Thì công thức tính nhanh số đồng phân của ankan thì chúng ta sẽ có đó là số đồng phân ankan được tính bằng 1 cộng cho 2 mũ n trừ 4, và n là số carbon và n lớn hơn bằng 4. Thì chúng ta áp dụng công thức này để tính số đồng phân của ankan. Tên thường có một số ankan gốc ankin tương ứng, ví dụ là cái chất này thì chúng ta đọc là isobutan. Iso là nhánh là carbon số 3, xin lỗi iso nhánh là carbon số 2, có một nhánh ta đọc là iso, và tương ứng của nó là thì cái nhóm như thế này người ta gọi là nhóm isobutin. Isobutin neopentan, neopentan đây là bốn cái nhánh xung quanh, bốn cái nhóm CH3 xung quanh cái một carbon ở giữa ta đọc là neopentan. Thì tương ứng là nhà, cái nhóm ankin đó, gốc ankin thì nó là neopentin, thì đây người ta gọi là set butin, từ nhánh là carbon số 3. Thì là đây là tơ butin. Mạnh ghép bí ẩn
Thì đây là cây xăng này chúng ta đổ đổ xăng, nhưng mà đổ xăng này chúng ta mới biết. Giờ chúng ta coi các câu hỏi như thế này đây. Câu số 1. Khi cho phen tan tác dụng với brom, tỷ lệ một một sản phẩm chính thu được là, thì đáp án đúng đây là câu chính là câu E. Thì phen tan là alkan 5 carbon, alkan 5 carbon thì brom sẽ tấn công vào carbon số số 2, thì đó là hai phen hai brom phen tan, đó chính là sản phẩm chính. Câu tiếp theo, câu số 2. Các ankan không tham gia loại phản ứng nào dưới đây? Thì đáp án đúng, ankan là hydrocarbon no, cho nên nó sẽ không có phản ứng là cộng. Cho nên là câu B là câu chính xác. Câu số 3. Trong các nhận xét dưới đây, nhận xét nào là sai? Thì theo các em đáp án nào là đúng? Tất cả các ankan đều có công thức phân tử CN2N2. Tất cả các chất có công thức phân tử CN2N2 đều là ankan. Tất cả các ankan đều chỉ có liên kết đơn trong phân tử. Tất cả các chất chỉ có liên kết đơn trong phân tử đều là ankan. Thì nhận xét này sẽ là sai. Thì đó là câu D. Câu D sẽ là câu sai. Tại vì các chất có liên kết đơn, tất cả các chất có liên kết đơn không phải là ankan. Ví dụ như nước cũng có liên kết đơn nhưng mà nước không phải là ankan. Rồi chúng ta qua câu tiếp theo. Câu số 4. Chất nào sau đây có tên là gì? Thì thế đây là tên của một ankan mạch dài, thì chúng ta phải áp dụng tên thay thế. Chúng ta phải chọn mạch chính là mạch dài nhất, nhiều nhánh. Chính là mạch dài nhất, nhiều nhánh. Thì chúng ta sẽ chọn mạch như thế này đây, thì tên của nó sẽ là 2-etin-2-metin-pentan. Cái nhánh etin chúng ta sẽ đọc trước cái nhánh metin, tức là chữ E đọc trước E trước trước chữ M, cho nên đáp án C là đáp án đúng. Đây câu số 5. Đốt cháy hoàn toàn một ankan thu được khí CO2 và nước với, thì theo các em học rồi, ankan và nước, ankan thì chúng ta cái đốt cháy thì số mol nước và CO2 sẽ là số mol nào lớn hơn, thì đó chắc chắn sẽ là số mol của là số mol của là nước lớn hơn. Sáu, khi clo hóa một ankan dùng công thức phân tử là C6H14 chỉ thu được hai sản phẩm thế monoclo, thì ta thay thế của ankan đó là, thì cái đây là C6H14 thì chúng ta cho mặt thẳng, thì cái này nó giống như là butan. Butan thì hai cái bon ở giữa nó đối xứng nhau, cho nên chúng ta sẽ thu được hai vị trí, cho nên đáp án đúng sẽ là đó là 2,3-dimethylbutan. Số lượng đồng phân ứng với công thức phân tử là C5H12 và C6H14 lần lượt là, cái này em áp dụng công thức là 1 cộng là 2 mũ N trừ 4, chúng ta sẽ ra được là số đồng phân của từng ankan. Nên đáp án đúng sẽ là 3 và 5. Đó chính là câu C. 8. Trong các chất dưới đây, chất nào có nhiệt độ sôi thấp nhất?
Thì đây theo tính chất vật lý anh can học là nhiệt độ sôi nó tăng theo chiều tăng phân phân tử khối, cho nên là cái anh can nào mà cái phân tử khối càng nhỏ thì nhiệt độ sôi của nó càng thấp. Thì trong đây chúng ta thấy chỉ là metan là nhỏ nhất, cho nên là câu đúng là câu C. Câu thứ 9, hai chất hai metin propan và butan khác nhau về cái gì đây? Hai metin propan và butan thì nó sẽ khác nhau về gì đây? Thì đây sẽ khác nhau là butan là mặt thẳng, còn hai metin propan thì đó là mặt nhánh, cho nên là khác nhau về công thức cấu tạo. Cho nên là ăn uống sẽ là câu A. Và tiếp theo chúng ta sang bài tập tiếp theo. Đó là bài tập định lượng. Lượng. Thì bài 1. Một anh can ít tác dụng vừa đủ với là khí clo xúc tác là ánh sáng. Tỷ lệ 1:1. Chỉ thu được một sản phẩm thế duy nhất có khối lượng là 10,65 g để trung hòa hết khí HCl sinh ra. Cần vừa đủ 100 ml dung dịch mà AOH mỗi mol. Xác định công thức cấu tạo của X. Thì bài này chúng ta sẽ giải như thế này đây. Thì đầu tiên chúng ta cho là gì? Cho là phương trình can nữa là CnH2n cộng khí clo, thì ta sẽ được là CnH2n cộng 1Cl. Cl. Thì đây số mol của NaH chúng ta tính được. Thì khi hydro cloro sinh ra tác dụng NaH nó sẽ ra được NaCl cộng H2O. Các em tìm được số mol của NaOH bằng 0,1 thì chúng ta cũng suy ra số mol của thằng HCl bằng 0,1. Có số mol HCl chúng ta áp dụng công thức số mol muối nó sẽ bằng là 14N cộng cho 36,5 bằng nó sẽ bằng là 10,65 để bài cho ta chia cho số mol là 0,1 thì từ đó chúng ta suy ra N sẽ bằng 5. Thì đứng ứng N bằng 5 thì công thức anh can chính là C5H12. Thì X chỉ tạo một sản phẩm thế monocloro rô nên X có công thức cấu tạo là đó là tơ butan, đây là tơ phenan, chính là tơ phenan, tức là một carbon nằm giữa và ba cái nhánh CH3 xung quanh. Bài tiếp theo, bài tập định lượng tiếp theo, câu số 2. Đốt cháy hoàn toàn một hydrocarbon A. Sản phẩm cháy được dẫn qua bình 1 đựng dung dịch H2N4 đặc dư, sau đó qua bình 2 đựng dung dịch NaOH dư. Sau thí nghiệm, khối lượng bình 1 tăng 9 g, khối lượng bình 2 tăng 17,6 g. Xác định công thức phân tử của anh can. Thì bài này sẽ được hướng dẫn dạng như thế này đây. Thứ nhất là khối lượng bình 1 tăng chính là khối lượng của nước. Thì chúng ta sẽ có mở nước bằng 9 gam, từ đó chúng ta suy ra được số mol của nước bằng 0,5 mol. Khối lượng bình 2 tăng chính là khối lượng của CO2. CO2 được hấp thụ bởi là dung dịch nước bên trong. Thì ta suy ra được khối lượng của CO2 là 17,6 gam, từ đó suy ra được số mol CO2 là 0,4 mol. Do số mol CO2 nhỏ hơn số mol nước nên A, cái chất A này chính là anh can. Thì chúng ta cho phương trình đốt cháy như thế này đây. Thì từ phương trình đốt cháy này ta có tỷ lệ lấy số mol nước chia số mol CO2 thì chúng ta sẽ được là 0,1 N cộng 1 chia cho N thì chúng ta sẽ được số mol của nó tương ứng là 0,5 chia 0,4. Thì từ đó chúng ta suy ra được N bằng 0,4. Thì từ N 0,4 từ N bằng 1 bằng 4 thì chất A này công thức phân tử sẽ là C4H10 là butan. Để tiếp theo câu số 3. Đốt cháy hoàn toàn 2,34 g
hợp hai ankan là đồng đẳng kế tiếp nhau rồi hấp thụ hết sản phẩm cháy vào dung dịch CaOH hai lần dư, thu được 16 gram kết tổ. Xác định công thức phân tử của hai ankan trên. Hướng dẫn giải như thế này đây. Thì chúng ta gọi công thức chung của hai ankan đó là CN gạch H2N gạch cộng 2 và N gạch thì lớn bằng 1. Lớn 1. N gạch lớn 1. Tại đây là N gạch có nghĩa là chỉ số của anh carbon trung bình. Chúng ta áp dụng công thức trung bình đó. Thì chúng ta viết quy trình đốt cháy. Chúng ta viết bình thường. Thì từ ta được số mol là 0,16 ga, 0,16 mol thì tương ứng đây sẽ là 0,16 chia cho n gạch. Đó chính là số mol của thằng ankan. Rồi viết phương trình CaOH hai lần tác dụng với CO2 ta sẽ được kết tổ là CaCO3 cộng với nước. Thì từ phương trình này ta thấy là số mol của CO2 nó sẽ bằng số mol của chất kết tổ CaCO3 và nó sẽ bằng là 0,16 mol. Rồi từ cái số mol CO2 này, số mol chất kết tổ ta có cái công thức thì là 14 và N gạch cộng 12 nên nó sẽ bằng là 2,34 N gạch chia cho 0,16. Thì chúng ta suy ra được N gạch bằng 3,2. Do hai ankan đồng đẳng kế tiếp nhau nên hai ankan trên là thì C1 ankan sẽ có số là nhỏ hơn 3,2 và một ankan sẽ có số carbon là lớn hơn 3,2, đó chính là C3 và C4. Thì chính là C3H8 và C4H10. Propan và anh tan. Thì theo bài tập này, cái dạng này giải như thế này có em nào có thể giải cách khác cũng được, làm sao ra kết quả đúng là được. Bài số 4, khí đốt cháy hoàn toàn Wheelix hỗn hợp khí gồm metan, etan, propan ở điều kiện tiêu chuẩn thu được 44 gram CO2, 28,8 gram nước, rồi tính thể tích khí hỗn hợp khí đó. Hướng dẫn giải như thế này đây, ta có phương trình đốt cháy thì số mol ankan sẽ bằng số mol nước trừ số mol CO2 thì sẽ bằng là 0,6 mol. Thì thể tích khí sẽ bằng là 0,6 ankan nhân cho 2 lít 4 nó sẽ bằng 13,44 lít. Bài này rất đơn giản. Bài số 5. Nhiệt phân C4H10 thu được hỗn hợp khí X gồm 5 hydrocarbon có tỷ khối so với là heli bằng 9,0625 tính hiệu suất phản ứng. Thì bài này nó có liên quan tới cái hiệu suất. Bài này nó là giống như là khả năng cao một chút xíu. Thì hướng dẫn giải như thế này đây. Thì chúng ta giả sử là số mol của C4H10 bằng 1. Thì chúng ta sẽ suy ra được số mol C4H10. Khối lượng của C4H10 sẽ bằng 12 nhân 4 cộng cho 10. Nó sẽ bằng 58 gram. Bảo toàn khối lượng. Thì cho nó khối lượng ankan sẽ bằng MX bằng là 58 gram. Thì suy ra NX sẽ bằng là 58 chia cho là 9,0625 nhân cho 4. Nó sẽ bằng 1,6 mol. Thì từ đó chúng ta suy ra được số mol của ankan phản ứng sẽ bằng là
số mol của X trừ đi hỗn hợp X đó, trừ đi số mol ancan ban đầu. Ban đầu là 11,6 trừ đi 1, ancan ban đầu là 1 sẽ bằng là 0,6 mol. Đây là bài tập là chuỗi phản ứng. Đây là bài tập chúng ta phân biệt chất khí metan C4 khí carbonic hydrosulfur nitơ dioxit hydro. Thì đầu tiên ta cho dung dịch CaOH 2 lần vô, có kết tủa trắng đó chính là CO2 và SO2, còn không hiện tượng là CH4 NO2 H2. Rồi tiếp theo cái phần kết tủa trắng đó chúng ta cho nước brom vô, chúng ta sẽ được là không hiện tượng đó chính là CO2, còn là mất màu brom thì chính là SO2, tức là CO2 không có tính khử, không có tính oxy hóa, nhưng mà SO2 có tính oxy hóa, nó sẽ làm mất màu dung dịch brom. Còn bên không có hiện tượng đó là còn là metan, khí nitro dioxit, nitơ dioxit, hydro. Thì ba cái khí này chúng ta cho khí clo vì ẩm vô, có khí clo vì ẩm vô cái nào hóa đỏ thì đó chính là CH4 và khí hydro, không có hiện tượng là NO2. Rồi còn khí metan và khí hydro thì chúng ta tiếp tục cho là đồng oxit rồi đun nóng làm chất rắn màu đỏ, đó chính là đồng sinh ra đó, thì chúng ta kết thì trả lời đó chính là khí hydro được khử và khử đồng oxit ra. Còn cái con lại không có hiện tượng gì hết đó chính là khí metan. Bài tập số 7. Hỗn hợp khí X gồm hai hydrocarbon A và B là đồng đẳng kế tiếp, đốt cháy X với 64 gram khí oxy dư, rồi dẫn sản phẩm qua bình đựng dung dịch CaOH 2 lần dư, thu được 100 gram kết tủa khí ra khỏi bình có thể tích là 11,2 lít, không độ C và 0,4 FFP. Xác định công thức phân tử của A và B. Thì có hướng dẫn giải như thế này đây. Khí ra khỏi bình là khí oxy dư, thì chúng ta sẽ ra được số mol oxy bằng 0,4 nhân 11,2 chia cho là 0,082 2,273, thì chúng ta áp dụng công thức đó thì chúng ta sẽ được là số mol khí oxy là 0,2 mol. Có số mol khí oxy ban đầu oxy dư thì chúng ta tính số mol khí oxy ban đầu sẽ bằng 64 chia cho 32 được 2 mol. Oxy phản ứng sẽ bằng là cái ban đầu là 2 mol trừ đi 0,2 sẽ là 1,8 mol. Thì chúng ta viết phương trình là CO2 tác dụng với là CaOH 2 lần. Thì sẽ được là kết tổ CaCO3 cộng với nước. Từ đó ta sẽ ra được số mol kết tổ bằng số mol CO2 100 chia 100 sẽ bằng 1 mol. Thì công thức của ancan đốt cháy sẽ ra được CO2 và nước. Thì ta có là ở đây là hỗn hợp ancan thì chúng ta sẽ ra được là gì, 3N gạch trừ 1 chia 2 sẽ bằng là 1,8 N gạch, tức là nhấn chéo lên. Mol CO2 thì ra số mol oxy sẽ là 1,8 mol. 1,8 nhân N bằng là 3N gạch trừ 1 chia 2, thì chúng ta suy ra được N gạch sẽ bằng 1,6. Vì N gạch bằng 1,6 thì hai ancan đồng đẳng kế tiếp nhau nó chính là N bằng 1 và N bằng 2, đó chính là metan và etan. Giờ đây là một số bài tập cố. Câu 1. Cho công thức tên đúng của chất này là, thì tên đúng với chất này là, thì đây chúng ta nhìn vô cái mạch nào mạch dài nhất thì đó sẽ là mạch chính,
và nhiều nhánh nữa. Thì tên đúng nó sẽ là ba etin hai năm năm trimetin hết xăng. Tên đúng của nó như thế này đây. Sẽ là loại như tên đúng của nó sẽ là 4 etin 225 đi mê tin hết xăng. Thì nó chính là câu D. Đáp đúng là câu D. Đây câu số 2. Khí đốt cháy hoàn toàn 7,84 lít hỗn hợp khí gồm CH4, CH6, C38 điều khiển chuẩn thu được 16,8 lít khí CO2 và X gam nước. Giá trị X là A 6,3 gam, B là 13,5 gam và C là 18 gam, D là 19,8 gam. Thì đây có hình dạng như thế này đây. Thì ta số mol can sẽ bằng số mol nước trừ số mol CO2, vậy là mol nước bằng mol ancan cộng mol CO2. Thì số mol nước sẽ bằng là 1,1 nhân cho 18 sẽ bằng được 9,8. Thì đáp án đúng là chính là câu D. Và khi clo hóa metan thu được một sản phẩm thế chứa 89,212% clo về khối lượng. Công thức của sản phẩm là, thì đây ta áp dụng những nghiệm này. Công thức chung là CnCH4 trừ N C là N, thì N này lớn 0 và nhỏ 1/4. Thì ta có phần trăm clo sẽ bằng là 35,5 nhân N chia cho 12 cộng cho 4 trừ N cộng cho 35,5 N nhân 100 được 89,12. Thì đó chúng ta suy ra được N bằng 3. Và N bằng 3 nó chính là câu C, CHCl3. Câu số 4. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp khí X gồm 2 hydrocarbon A và B là đồng đẳng kế tiếp thu được 96,8 gam CO2 và 57,6 gam nước. Thì công thức phân tử của A và B là, thì có hướng dẫn như thế này đây. Ta biết phương trình đốt cháy. Ta có là N cộng 1 chia cho N, lấy số mol của nước chia cho số mol CO2 đó, thì chúng ta sẽ được là gì? 57,6 chia cho 18 đó là số mol của nước, rồi 96,8 chia cho là 44 đó là số mol của CO2, thì 32 chia cho 2,2 thì chúng ta suy ra N gần sẽ được 2,2. Và N gần 2,2 thì AB là đồng đẳng kế tiếp sẽ được chọn, đó là N bằng 1 và N bằng 3. Thế N bằng 2 và N bằng 3. Đó chính là etan và propan, etan và propan. Thì đáp án đúng sẽ là câu B. C2H6 và C38. Năm. Đốt cháy hoàn toàn 29,2 gam hỗn hợp 2 ancan khí hơn kém nhau 2 nguyên tử carbon hấp thụ hoàn toàn sản phẩm vào bình đựng bari hydroxit là BaOH 2 lần, thấy khối lượng bình tăng 134,8 gam. Công thức phân tử của 2 ancan là, bài này cũng là bài nâng cao này đây. Thì ancan đây được ít mol, thì số mol đây CO2 sẽ là ít N gạch ít mol nước sẽ là N gạch cộng 1 x
thì ta có là 44 n gạch x cộng cho 18 n gạch x cộng 1 nhân x sẽ bằng là 134,8. Thì chúng ta suy ra được là x nhân cho 62 n gạch cộng 18 bằng 134,8, suy ra x được là 134,8 cho 62x cộng 18 mà x sẽ bằng 29,2 chia cho 14 n gạch cộng 2, thì cho hai phân số này bằng nhau thì chúng ta suy ra được n gạch bằng 3,3. Thì n gạch bằng 2,3,3 thì chắc chắn là có một c là nhỏ hơn và một c lớn hơn, đó là c2 và c4 hoặc là c3 và c5. Vì hai anh can là khí nên chọn là dưới 4 và bằng 4 trở xuống, c2 và c4. C2H6 và C4H10 thì đáp án là câu B. Câu số 6. Khi đốt cháy hoàn toàn M gam hỗn hợp khí gồm metan, ethan, propan thuộc toàn bộ sản phẩm tạo thành vào bình dung dịch CaOH 2 lần dư phải xuất hiện 60 gam kết tủa và khối lượng của bình tăng là 42,6 gam. Giá trị của M là, thì đây có hướng dẫn dạy số mol CO2 bằng số mol kết tủa bằng 0,6 gram, số mol nước sẽ bằng là 0,9 gram, tức là lấy số mol của là 42,6 trừ cho là 0,6 nhân 44, số mol CO2 khối lượng CO2 chia cho 18, ta ra số mol nước 0,9. Thì phương trình đốt cháy thì ta có là số mol nước là n cộng 1, n gạch cộng 1 chia cho số mol CO2 là n gạch sẽ bằng 0,9 chia cho là 0,6 thì bằng là suy ra n gạch bằng 2. Thì theo định luật bảo toàn khối lượng ancan bằng khối lượng nước cộng khối lượng CO2 trừ đi khối lượng oxy, thì 42,6 trừ đi 1,05 nhân 32 thì nó sẽ bằng 9 gram. Vậy các bạn đúng là câu B. Thì đây là bài luyện tập, thì các em về nhà có thể là bài tập thêm, làm thêm một số bài tập có liên quan tới cái ancan. Rồi ở đây cảm ơn các em đã theo dõi.